Bây giờ như mọi người thấy là 5 giờ 30 sáng, địa điểm ăn sáng của Silver là quán Trưng Vương nằm ở trên thành phố Vĩnh Long. Phở bát đá sôi sùng sục luôn mọi người. Đây là nhà thờ cha Bửu Diệp mọi người. Đây là trung tâm của nơi an nghỉ của cha Trương Bửu Diệp. Đây là các mô hình về cha Trương Bửu Diệp, về từ việc phân phát lương thực cho người nghèo. Thì còn đây là món mình thích nhất tại quán này, đó là bò xào bùn bùn. Điểm nổi bật nhất của ngôi chùa chính là bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 11 mét. Và đây là cháo cối gà ri nguyên con. Đây là món đặc sản tại quán. Bài hoa sen thứ hai cũng đẹp lung linh. Mọi người cũng ra đến tận đây để ngắm cảnh khá là nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Silver. Chào mừng mọi người đến với kênh Silver Quỳnh. Thì hôm nay Silver sẽ đi Bạc Liêu trong 2 ngày một đêm. Hứa hẹn đây sẽ là một chuyến đi khá thú vị. Bây giờ như mọi người thấy là 5 giờ 30 sáng và mình phải đi sớm vì đường xuống đến Bạc Liêu khá là xa. Trời vẫn còn tối và mọi người vẫn còn đang say giấc. Thì lâu lâu thì có các cô, các bác tập thể dục nè. Giờ thì mình xuất phát thôi. Địa điểm ăn sáng của Silver là quán Trưng Vương nằm ở trên thành phố Vĩnh Long. Thì đây là một địa điểm mà mọi người nên thử. Không gian quán Trưng Vương khá rộng mà còn thoáng nữa. Khu vực để xe ở phía trước thì rất là rộng. Đối với xe hơi thì phải đổ tuân theo ngày chẵn và ngày lẻ. Menu của quán thì có phở truyền thống và các loại phở khác từ 55.000 cho tới 65.000. Đặc biệt là phở bát đá 75.000 và phở bát đá 2 người. Thì nó giống như là lẩu vậy mọi người. Thì giá là 119.000. Ngoài ra còn có chén ăn thêm nữa. Phở bát đá sôi sùng sục luôn mọi người. Thì topping thì Silver thấy có bò nè, gân bò và bò viên. Thì đi đường xa mà có một bát phở nóng thì quá tuyệt vời luôn. Bánh phở ở quán này rất khác biệt so với những quán mà Silver đã từng thưởng thức. Thì dai hơn nè, và đặc biệt là không bị bở nữa, rất là ngon luôn. Thì nước dùng thì còn đậm đà nữa, miễn chê. Ủa, sau khi ăn tô phở chất lượng luôn mà no căng bụng luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đến Sóc Trăng. Thì mình nghe nói là khoảng 2 tiếng nữa thì phải. Thôi, đi thôi. Wow, sau chuyến đi khá là dài, cuối cùng cũng đã tới được Bạc Liêu rồi mọi người. Thì địa điểm đầu tiên mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là nhà thờ cha Bửu Diệp. Đây là nhà thờ cha Bửu Diệp mọi người. Wow, rất là to luôn. Nhà thờ cha Bửu Diệp hay là nhà thờ Tắc Sậy là nhà thờ có kiến trúc đẹp nhất tại miền Tây. Ở nơi đây thu hút các tín đồ Công giáo và hàng ngàn du khách ở khắp nơi đến để tham quan mỗi năm. Nhà thờ Tắc Sậy nằm trên con đường đi từ Bạc Liêu đến Cà Mau, chính xác là nằm ở quận Giá Rai của tỉnh Bạc Liêu. Cái tên Tắc Sậy của nhà thờ thì bắt nguồn từ việc xung quanh nơi đây có nhiều người lau sậy và còn có thêm một con đường tắt để đến đường nhà thờ. Thì từ đó thì người dân địa phương quen gọi là nhà thờ Tắc Sậy. Đây là các mô hình về cha Trương Bổ Diệp, về từ việc phân phát lương thực cho người nghèo thì cho đến rửa tội cho người dân được tái hiện lại rất chi tiết luôn. Ngoài ra còn có nhiều mô hình khác nữa. Đây là trung tâm của nơi an nghỉ của cha Trương Bổ Diệp. Ở giữa chính là mộ của cha Trương Bổ Diệp. Ở trên lầu là các phòng có mô hình chúa và thường dân, và xung quanh có sử dụng đèn nhiều màu trông rất là đẹp luôn. Phòng này nói về điều răn của chúa. Ở phòng bên cạnh thì nói về mối phúc của chúa. Phòng này cũng được trang trí đèn giống như phòng bên cạnh. Mọi người có thể vào trong phòng này để tham khảo. Thì mình có đọc qua và cảm thấy rất là hay luôn. Ở đây có ghi các thông tin chi tiết của cha Trương Bửu Diệp thì khá là dài nên là mình sẽ tóm tắt cho mọi người. Linh mục cha Bửu Diệp sinh năm 1897 tại An Giang. Thì năm 1924 thì linh mục cha Bửu Diệp được hữu phong linh mục tại Đại Chủng Viện Nam Vang. Năm 1930 thì cha về làm chánh xứ tại nhà thờ Tắc Sậy. Đến năm 1945 và 1946 thì linh mục Trương Bửu Diệp không may hy sinh trong khi đang bảo vệ các giáo dân của mình. Thì mình đến đây thì để cầu nguyện và quay xung quanh địa điểm tuyệt đẹp. Giờ mình sẽ đi ăn trưa luôn, thì trời cũng đã bầu chuyển mưa rồi mọi người. Do vì trời mưa nên là Silver quyết định dùng bữa trưa tại quán ăn đối diện nhà thờ Tắc Sậy luôn. Đây là menu của quán thì cũng khá là đa dạng cho các du khách có thể lựa chọn bữa cơm gia đình của mình. Trong menu gồm có các món lẩu, các món kho tộ, các món xào và các món hấp.
Không gian quán cũng rộng lắm mọi người. Quán này cũng có bán đồ ăn sáng nữa. Nếu mà mọi người đến sáng á, thì mọi người có thể ăn ở đây. Thì bên kia còn có các võng cho khách nghỉ ngơi nữa. Canh chua mùi thơm lắm mọi người. Nhưng mà đặc biệt rất là chua luôn. Thì mình có hỏi á, thì cái vị chua ấy á, là do bồn bồn mà mọi người. Nếu không ăn được vị chua thì mọi người có thể xin đường. Còn đây là món mực xào chua ngọt. Thì món này thường xuất hiện khá là nhiều trong các nhà hàng nè. Cá kho tộ, vị mặn mặn mà dùng chung với cơm trắng thì ngon hết sảy luôn. Còn đây là món mình thích nhất tại quán này. Đó là bò xào bồn bồn. Thịt bò mềm mềm mà thêm bồn bồn chua chua nữa thì là món ăn ngon khó cưỡng luôn. Ở bên cạnh quán thì có nhà bán các loại khô nè mọi người. Thì Silver không thích ăn khô cho lắm nên là cũng không rành về các loại khô. Ngoài ra ở đây cũng có bán bánh phồng tôm đặc biệt 5 căn của Cà Mau nữa nè mọi người. Địa điểm thứ hai mà Silver tham quan là Quan Âm Phật Đài hay còn gọi là Chùa Mẹ Năm Hải Bạc Liêu. Cái con đường mà đi đến chùa này thì cũng khá là xấu. Thì do có nhiều chỗ còn đang làm đường đó mọi người. Nếu mà các du khách mà khi mà đến Bạc Liêu mà hỏi người dân địa phương là nên đến những đâu thì các người dân luôn gợi ý là đến Chùa Mẹ Nam Hải đầu tiên nha mọi người. Vì nơi đây là thu hút rất là nhiều du khách luôn. Quan Âm Phật Đài là ngôi chùa rất linh thiêng và độc đáo tại khu vực miền Tây. Điểm nổi bật nhất của ngôi chùa chính là bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 11m, rộng 90m và ngang 45m. Nằm ở phía bên trái tượng Phật Bà theo hướng nhìn từ trong ra cổng chính là Điện Quan Âm, được xây dựng theo kiến trúc chùa cổ tại Việt Nam. Đi sâu bên trong chùa là vượng tượng hóa thân Bồ Tát. Hình như là mình thấy còn tu sửa nên là mình chỉ tham quan ở phía bên ngoài thôi. Mỗi năm vào ngày 22, 23, 24 tháng 3 âm lịch thì lễ hội Quan Âm Nam Hải sẽ được tổ chức ở đây. Đây chính là lễ hội Phật giáo lớn. Thì vào thời điểm này thì các Phật tử, du khách ở mọi nơi sẽ đến chùa và tham quan nhiều hoạt động văn hóa. Đúng là dự tính là mình sẽ ở Bạc Liêu ngày hôm nay, nhưng mà nghe nói là Bạc Liêu ở đây cũng không có gì chơi nên thôi giờ mình sẽ qua Cần Thơ và sau đó sẽ quay chi tiết cho mọi người cùng xem luôn. Thì mình nghe nói là Cần Thơ buổi tối nó đông vui hơn. Đang đi trên đường thì tự nhiên xuất hiện mấy bà dịch đang chạy theo đàn giữa đường làm náo loạn đường phố rồi mọi người. Đây là lần đầu tiên mình thấy cảnh tượng như vậy. Giờ thì cuối cùng mình cũng đã tới được Cần Thơ rồi mọi người. Thì khách sạn mình ở hôm nay là khách sạn Sài Gòn Cần Thơ, một trong những khách sạn mà 3 sao mà được ở khá là nhiều ở Cần Thơ luôn. Khách sạn Sài Gòn Cần Thơ nằm kế bên chợ đêm Ninh Kiều. Mới nãy có một đoàn người vào trong khách sạn này nên là phòng cũng hết luôn. Phòng cũng khá tiện nghi. Thì phòng mình là một giường đơn và một giường đôi thì giá là 800.000. Ở trong phòng còn có một cái gương lớn, một cái bàn có cà phê và 3 chai nước suối và một cái máy sấy tóc. Ngoài ra còn có một cái tivi treo tường và ở phía dưới còn có bình ấm có thể nấu nước. Còn nhà vệ sinh thì khá là nhỏ nhưng lại có một cái bồn tắm cho những khách mà thích tắm bồn thì có thể tắm ở trong đây. Ở phía trên đây thì có đầy đủ 4 cái khăn tắm. Gần chỗ giường thì có các công tắc như là đèn nè, mà bên trái hình như là mở không lên đó mọi người. Còn bên cạnh này là công tắc máy lạnh, kế bên là hình như là mở nhẹ. Hình như là mở nhẹ mà mình mở hoài cũng không được luôn. Còn đây là công tắc tivi nè, engine là gì mình không rõ. Và công tắc các thiết bị trên tường và đèn và các ổ cắm. Còn ở phía ngoài là đèn mà đèn bên phải. Giờ thì mình sẽ nghỉ ngơi một tí và sau đó buổi tối mình sẽ đi tham quan chợ đêm và quay buổi tối và đi ra chợ nổi cái răng cho mọi người xem nhé. A few minutes later. Giờ thì cũng khá là trễ rồi nên mình sẽ đi kiếm địa điểm ăn tối luôn. Chuyến đi này là chuyến đi mà mình không có sắp xếp trước. Đây là địa điểm ăn tối được một bạn lễ tân giới thiệu. Thì bạn đó nói với mình rằng là cái quán này ăn rất là ngon và có nhiều khách đến ăn nữa. Nên mình đã quyết định đến đây. Vừa mới bước vào quán thì mình có cảm giác như là đang bước vào không gian cổ xưa đó mọi người. Ở đây thì có kẹo xí muội nè, kẹo đường, tuyết thổi bong bóng và tivi bên cạnh. Nhìn những món hàng này mà ký ức của Silver ùa về. Mình đã gọi combo giá 1.122.000 gồm 9 món. Đây là món tai heo sóc chua cay. Còn ở phía dưới đây là món khoai môn chi nước mắm. Đây là món mà Silver thích nhất, giòn và rất là ngon luôn. Còn đây là lòng gà xào mướp thì trông cũng khá là hấp dẫn.
Còn ở phía dưới đây là ốc đắng hấp chua cay, đây là món tặng nha mọi người. Còn đây là ốc bóng tay xào rau muống, đây là tép chấu chiên bông điên điển. Đây là một món ăn rất là lạ luôn, nhưng mà rất là ngon và giòn. Một mẹt gà trông hấp dẫn vô cùng với gỏi gà đã được xé, lòng gà xào mướp, cánh gà chiên nước mắm. Còn ở giữa là xôi đậu biếc. Dĩa bên đây là da heo chiên nước mắm, đây là món yêu thích của mình từ nhỏ. Còn đây là cá lóc quay me, cá giòn giòn và có vị chua của me cuốn ăn kèm với bún và rau trông rất là ngon luôn. Và đây là cháo cối gà riêng nguyên con, đây là món đặc sản tại quán. Vị cháo thì đậm đà nè, gà dai và săn chắc. Đối với Silver thì đây là quán ăn ngon nhất, món nào cũng ngon hết. Sau khi ăn tối thì Silver sẽ đi dạo chợ đêm Ninh Kiều và xung quanh bến Ninh Kiều xem có gì thú vị. Ở bên đây thì bán các vật phẩm kỷ niệm cho các du khách. Mình nghĩ là chắc chợ đêm thì sẽ có nhiều đồ ăn vặt, thì lần đầu tiên tham quan nên Silver khá là háo hức. Ngoài ra trong gian hàng này còn có bán capybara nè, là một loại thú mà rất là nổi tiếng dạo gần đây. Bên cạnh là gian hàng bán các loại túi và ba lô. Khu vực bên đây thì bán các loại quần áo. Mình có quan sát thì thấy là chợ đêm hôm nay cũng không có đông lắm. Đối diện thì có bán bánh ngọt nè, chè Thái và cà phê tên là Donut, cũng có nhiều khách đến. Đi hết chợ rồi thì Silver thấy là chợ chỉ bán các loại quần áo và đồ kỷ niệm cho du khách mà thôi. Mình không thấy có quán ăn nào hết. Mọi người để xe ở dọc phía công viên bến Ninh Kiều để ăn uống ở trên con đường này. Ở đây thì có bán các loại sinh tố nước ép, ngồi ngắm cảnh hay là tán gẫu với bạn bè nè. Thì sinh tố thì Silver thấy rất là rẻ luôn và có nhiều loại sinh tố khác nhau. Các món ăn vặt như là bắp xào nè, bò lá lốt, chân gà, xúc xích hay là khô mực cũng được bán nhiều trên con đường Hai Bà Trưng này. Ở công viên thì vào buổi tối rất là nhiều người ngồi hóng mát hoặc là sinh hoạt vui chơi ăn uống với nhau trông rất là vui vẻ luôn. Thậm chí ở trên thành cầu cũng thấy khá là nhiều người đứng nè. Thì hiện tại là 10 giờ tối nhưng mà cũng có nhiều cô chú anh chị hay các bạn trẻ đi dạo quanh công viên. Mọi hoạt động trên sông Hậu như ăn uống trên các du thuyền sang trọng đều đã được đóng cửa từ lúc 9 giờ tối. Ở phía xa là cây cầu Cần Thơ màu đỏ rất là đẹp luôn. Silver nghe nói là đây là cây cầu tình yêu của thành phố Cần Thơ. Ở phía xa phát sáng trông đẹp quá mọi người. Còn ở phía bên đây là khách sạn Mường Thanh. Cầu tình yêu Cần Thơ bắc qua sông Hậu với chiều dài là 200m, rộng khoảng 7,2m. Cầu đi bộ Ninh Kiều có hình dáng cong cong hình chữ S uốn quanh dòng sông Hậu thơ mộng, đẹp giống như là hình dáng của người con gái Tây Đô. Ở hai bên của cây cầu thì có hệ thống đèn LED xung quanh. Ở đằng trước thì có đầy sen khổng lồ đổi màu nhấp nháy lên hình rất là đẹp luôn. Ở đây thì có con đường gắn đèn ở phía trên nhấp nháy đẹp tuyệt vời luôn mọi người. Khi đến thành phố Cần Thơ thì Silver cảm thấy rất là yên bình luôn, không xô bồ và náo nhiệt như là đang ở Sài Gòn. Còn đây là đài hoa sen thứ hai cũng đẹp lung linh. Mọi người cũng ra đến tận đây để ngắm cảnh khá là nhiều. Gió thổi từ sông Hậu rất là mát và trong lành. Du thuyền màu trắng cho các du khách có thể ăn tối ở phía xa. Mình thấy là có rất là nhiều du thuyền lắm mọi người, sức chứa rất là nhiều du khách luôn. Khách sạn Ninh Kiều lớn đẹp và kiến trúc vô cùng độc đáo. Ở phía trên thì có Sky Bar. Còn ở kế bên đó là khách sạn TTC 5 sao. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cao, hùng vĩ cũng thu hút rất là nhiều du khách đến đây để chụp hình. Lúc đi về khách sạn thì Silver thấy có một cô bán đồ ăn vặt thơm phức luôn mọi người. Cô bán đủ thứ món luôn á, như là bắp nè, khô mực, bò lá lốt. Khu vực dọc bến Ninh Kiều vào buổi tối khá nhộn nhịp. Các bạn trẻ đến mua sinh tố và đồ ăn vặt, ngồi nhâm nhi ngắm dòng xe chạy qua lại và cảm nhận gió mát từ sông Hậu. Giờ cũng 10 giờ 30 rồi nên mình không có khám phá được hết các con đường. Giờ thì sau khi mình đi xong cái phố đi bộ Ninh Kiều thì giờ mình sẽ quay trở về khách sạn. Thì đó chủ yếu là đi dạo quanh thôi, chứ ra mấy du thuyền á, nếu mà mọi người đi trễ quá thì nó không còn hoạt động nữa. Thì hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Tạm biệt mọi người. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ lên ăn sáng ở trên tầng 4 luôn. Để xem trên tầng 4 nó có món ăn gì nhé.
Buổi sáng ở khách sạn cũng khá là đơn giản, thì có cơm chiên nè, mì spaghetti, sốt bò thì nằm ở phía bên cạnh. Còn ở kế bên đó là lagu gà, ăn không cũng được mà ăn chung với bánh mì cũng được. Còn ở phía bên đây là súp, ngoài ra còn có bánh ướt, giá và chả lụa. Đây là bánh mì ăn chung với lagu hoặc là với trứng ốp la. Ở phía sau thì có xúc xích và rau củ hấp, nhưng mà hình như chắc là mọi người đã ăn sáng từ sớm rồi nên là món ăn cũng không còn nhiều nữa. Còn phía bên đây là bánh bao, đây là dĩa trứng ốp la nhỏ nhỏ xinh xinh, thì trứng ốp la luôn có trong điểm tâm sáng của các nhà hàng trong khách sạn. Silver có gọi thêm một tô hủ tiếu gà, mình khá ngạc nhiên với sợi hủ tiếu vì nó dai giống như sợi miến. Nước dùng thì rất là đậm đà, đặc biệt là thịt gà mình rất là thích luôn, tô hủ tiếu gà quá chất lượng. Mình có lấy thêm một chén lagu thưởng thức thử thì cũng khá là ngon, thịt và cà rốt đều mềm. Còn về đồ uống thì có nước cam, cà phê, trà đầy đủ. Nói chung thì một bữa sáng đơn giản nhưng lại rất là chất lượng. Sau khi ăn sáng xong thì mình sẽ trở về phòng nghỉ ngơi một tí. Sau đó mình sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì tại Cần Thơ thì còn nhiều cái dịch vụ mà mình chưa khám phá như là đi chợ nổi nè. Nhưng mà vì không có thời gian nên là mình sẽ kết thúc video tại đây luôn. Thì cảm ơn mọi người đã xem đến tận giây phút này. Thì nếu mà mọi người thấy thích đó, thì mọi người nhớ bấm like và sau đó bấm subscribe cho kênh của Silver Huỳnh nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.